Tập 14. Bắt mau, xe xin cẩn thận, tốt đi. Bài Phong, tôi cho rằng Winnie chính là người mà hôm đó đưa chúng ta vào sân trang. Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta nên xin trả thái tử cho hoàng thượng. Vì vậy chúng ta bớt gánh nặng. Tôi hiểu. Tôi đang tìm cách đây. Dì ngu à, con cô đường biếu đạo cho con chứ gì? Ta biết dì cô đường ấy chính là tên trộm mà con đã ưng ý. Nội muốn con dẫn cô ấy về cho nội xem mắt. Nhưng mà con chưa kịp đưa cô ấy về đây thì tự cô ấy đã đến rồi. Nội đã gặp cô ấy rồi. Chỉ có điều hơi nhỏ con thôi, nhưng mà rất khỏe mạnh. Vì vậy là sinh đẻ tốt đó. Khuôn mặt cô ấy rất xinh xắn. Đừng nói là con thấy phải thương. Chính nơi gặp cô ấy trong lòng cũng thấy hồi hộp đó. Nội nói như vậy con chưa hiểu hay sao? Đây là cây trâm của ta kia mà. Cô ấy lấy đi từ lúc nào vậy? Cô ấy không biết nội là nội của con, cho nên nhờ con mang về biếu cho nội. Bé trai ấy còn nói kể cả võ đào cũng lấy từ trong tay của nội đó. Được. Vậy là cô ấy biết kính trọng người già, biết biếu quà cho ta. Chưa về làm dâu nhà này sẽ biết biếu quà cho ta. Đúng là coi hiếu. Nhưng mà gia đình chúng ta chưa từng có ai biếu quà cho nhau. Chính con cũng chưa từng biếu quà cho ta. Vậy mà cô ấy lại biết kính lão. Được, cây trâm này xem như là cháu dâu biếu cho nội. Nội à, như vậy không được đâu. Cây trâm này do bà cố cho nội. Con nghĩ hay là sau này ta không muốn chờ nữa. Chị ngu à, ngày xưa do bà cố cho nội, còn bây giờ do cháu dâu biếu cho nội. Như vậy không tốt sao? Chị ngu à, hôm nay là ngày gì vậy? Hèn gì sáng sớm đã nghe chim hót rồi. Nội à, còn chuyện vui nữa. Chuyện vui gì? Con nói mau lên. Tìm lại được thế tử rồi. Ai tìm được vậy? Dương Nguyên Soái làm chủ. Mọi người chung tay góp sức. Vậy thì tốt rồi. Thái tử đã tìm được rồi. Mọi người được yên thân. Vì ngu à, cô ấy là nguyên soái thì sao? Con không cần quan tâm làm gì. Ông trời đã rất công bằng rồi. Chẳng phải đã cho con một người vợ lý tưởng sao? Các công tử, tại hạ có chuyện muốn nói. Huynh vừa gọi tôi bằng gì? Các công tử, con trai của phản tướng miền Nam Cát Đạt, cháu họ của trang chủ Hồ Đồ Sơn Trang Trương Thiên Bằng, là đại ca của các Lan tiểu thơ tên là Các Anh. Huynh cho tôi biết huynh là ai. Tôi là ai không quan trọng. Nếu huynh không muốn cho tôi biết họ tên, như vậy có chuyện gì cứ nói. Vừa rồi thấy công tử ra tay giúp đỡ Dương Mệnh Phong, tôi biết công tử không chống lại triều đình. Vậy tôi khuyên công tử một câu, mau đưa em gái của mình trở về miền Nam. Cứ để cô ấy đeo bám Dương Bài Phong như vậy là không hay. Giả lại em gái của huynh ở lại là rất nguy hiểm đấy.
Tại hạ xin cảm ơn sự quan tâm của đại hiệp. Đại hiệp vừa giúp Dương Bệ Phong vừa phải giấu mặt, có thể cho tôi biết lý do tại sao không? Công tử không nên hỏi nhiều, xin cáo từ. Công tử, tôi thấy hình như người này có tình cảm với Dương Bệ Phong đó. Tại sao tôi không thấy? Ánh mắt của hắn có sự khác biệt so với mọi người khác. Đó là chuyện của người ta. Thôi được, chúng ta cứ ra đây trước rồi tính sau. Cậu cầm miệng đi, không nói nữa. Tiểu thư đang ở đâu? Tiểu thư nói vào trong lấy đồ, sau đó không thấy cô ấy bước ra. Công tử, không phải chúng tôi không thể sát tiểu thư, mà là sau khi tiểu thư bước vào hồ đội sơn trang, sau đó không thấy bước ra. Này, tôi muốn cầu cho tôi biết chính xác thật ra tiểu thư đang ở đâu. Xem ra tôi chỉ còn cách vào hồ đội sơn trang xem sao. Đi mau. Các anh bái kiến cậu. Đúng là bậc nhân tài. Chị của ta thật là có phúc đấy. Mẹ con bảo con gửi lời hỏi thăm cậu. Con thấy đó, mẹ của con thật khách sáo. Nào nào, ngồi đi. Dân trà. Dạ. Mời. Cậu à, cậu quá khách sáo đó. Từ lâu cô đã nghe tin con đến kinh thành. Tại sao đến giờ mới đến Sơn Trang? Chẳng lẽ con sợ cậu không tiếp đón con sao? Không phải như vậy. Tại vì công việc chậm trễ, cho nên không kịp đến thỉnh an cậu. Mong cậu hãy tha lỗi cho con. Đến đây thì được rồi. Đến đây thì được rồi. Lát nữa ta dặn nhà bếp kêu họ nấu thêm vài món. Mời luôn mở con ra đây. Gia đình chúng ta ăn bữa cơm đoàn tụ. Cảm ơn ý tốt của cậu. Chỉ tiếc là bây giờ con không yên tâm ăn uống. Tại sao không thấy Cát Lan đi chung với con? Thưa cậu, chẳng phải mấy ngày qua nó ở trong sơn trang của cậu sao? Chính vì con không thấy nó, cho nên mới đến sơn trang hỏi cậu. Cậu có biết nó ở đâu không? Con nói sao? Cát Lan mất tích rồi à? Cách đây không lâu, nó nói với cậu nó theo con về miền Nam. Đã thu dọn đồ đạc đi khỏi rồi. Nó không có liên lạc với con à? Không có. Nó đi đâu vậy kìa? Con lo cho nó lắm. Cậu à, có thật là nó đã đi khỏi hay không? Con sao vậy? Tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ cậu giấu nó lại sao? Cậu giấu nó để làm gì? Không không, ý của con không phải như vậy. Gia tướng của con theo dõi nó, nói sau khi cô ấy vào sơn trang thì không thấy bước ra nữa. Con nghĩ các anh à, con nói vậy ta nghe không lọt tai. Con đến đây đòi cậu giao người phải không? Không phải, không phải. Con chỉ hỏi vậy thôi, con không có ý gì khác. Con xin cậu hãy bỏ qua cho con. Đúng rồi, chẳng hay thuộc hạ của cậu có biết nói đi đâu không? Bất cứ chuyện gì họ cũng báo cáo lại với ta. Nếu họ nói Cát Lan không ở trong sơn trang, vậy thì nó sẽ không ở trong sơn trang đâu. Nếu đã như vậy, con không ở đây cho mất thời gian nữa. Cậu cũng biết sư này Cát Lan nổi tiếng nóng tính, không mày nó làm chuyện manh động gì, các nhà của con không để cho sự đả kích gì nữa. Ta nói thật, ta không là gì tánh của nó, ta không thể quản thúc nó được. Nếu không, ta đã giữ nó ở chơi thêm vài ngày. Ta cũng sợ gánh trách nhiệm. Nếu có chuyện gì, ta sẽ gánh vác không nổi đâu. Thôi được, ta không giữ con ở lại nữa. Con từ xa đến đây, ta không thể tiếp đãi con chu đáo hơn. Ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Sau này có gì con sẽ đến thăm cậu sao? Cậu không giữ chân con nữa. Có tin tức của Cát Lan, nhớ báo ngay cho cậu biết, để cậu có thể yên tâm hơn. Được, cáo từ. Cô đứng đây làm gì vậy? Nếu đại ca tôi không tìm được tôi, cô ấy sẽ lo lắng lắm. Phải, công tử không tìm thấy chúng ta nhất định rất nôn nóng. Thiệt tình, không ngờ không bại trong tay phía Dương Bạch Phong, để bại trong tay của cậu họ cô. Thiệt tình. Thả tôi ra.
不行。Không được. Tôi không thể ở lại đây nữa. Tôi không thể ở lại đây nữa. Làm như vậy không khác gì là chờ chết. Tiểu thư, cô nói đi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Bây giờ chúng ta không còn cách gì cả. Cách thì phải do mình nghĩ ra mới có. Tôi có cách này. Thiếu gia, khó khăn lắm chúng ta mới tìm đến đây. Tại sao lại dễ dàng bỏ đi như vậy? Cậu muốn tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ tôi vẫn thêm các cậu khám xét xương can sao? Nhanh lên, nhanh lên. Người này trông quen mặt lắm. Thiếu gia, hắn là đàn ông, tuyệt đối không phải là tiểu thơ. Tôi biết. Hình như hắn là kẻ cướp ngân khố rồi mang đi đổi ngân phiếu. Để tôi bắt hắn đến hỏi. Khoan đã, cậu có hỏi hắn, hắn cũng không nói đâu. Không nên bước dây đông rừng. Nói chung, hắn là người của hồ đồ Sơn Trang, tự tôi biết tính toán. Đưa tôi, đưa tôi. Để tôi đọc cho. Đưa tôi. Các cậu làm gì vậy? Chúng tôi lượm được tờ giấy này, trong đó có nén bạc. Chúng tôi không biết nó viết gì. Chúng tôi bị Trương Thiên Bằng bắt giam. Ông ấy đòi giết chúng tôi. Ai báo tin cho đại ca tôi biết, nén bạc này sẽ thuộc về người đó. Đại ca tôi tin các anh. Quỳnh ấy đang tìm kiếm chúng tôi. Các là, trong đây chỉ viết nhảm thôi, chẳng đáng gì cả. Còn nén bạc này do ai đánh rơi, chúng ta không ai biết được. Hay là vậy, các cậu mang đi chia đi. Tại vì nó không chủ, nhưng không nên nói cho bất cứ ai nghe. Cho người ta biết thì không hay đâu. Chúng tôi không nói đâu. Cảm ơn. Tiểu thư, chúng ta làm vậy có được không? Chỉ còn biết nghe theo lệnh trời. Bồ Tát phù hộ. Nội ơi, con ơi, nội ơi, còn sao vậy? Con lượm được vàng bạc sao? Còn vui hơn lượm được vàng bạc đó. Kể cho nội nghe, kể cho nội nghe. Nội à, có hai chuyện vui. Con kể trước một chuyện nghe. Được, con kể đi. Nếu con kể hai chuyện cùng một lúc, nội nghe không kịp, con cũng khó nói cho rõ. Kể một chuyện trước đi. Con cho nội hay, chúng con tìm được thái tử rồi. Tìm được rồi à? Ai tìm được vậy? Tất nhiên là do Dương Nguyên Soái chỉ huy. Tất cả mọi người cùng chung tay góp sức. Con không nên nói như vậy. Chỉ con phải nói thế nào? Con là người chỉ huy. Không được, không được. Chúng ta không thể ăn nói như vậy. Hay là chúng ta nói thế này, ngoài Dương Bài Phong ra thì đến lượt con. Không được, không được. Nói như vậy quá rõ ràng. Tiểu Bảo à, ta hỏi con, ngoài Dương Bài Phong ra, công lao kế tiếp phải kể đến ai? Nếu như nhất định phải kể thì nên kể đến Dương Văn Quảng. Tại vì cậu ấy đã theo Dương Bài Phong vào Sơn Trang. Vậy chuyện này chưa có xong đâu. Nội à, chúng con đã tìm được đứa bé đó rồi. Xem như là xong rồi. Tại sao lại vậy? Là binh mã đại nguyên soái đây. Mọi người đều có công lao như nhau. Hoàng thượng định quyết thế nào? Vậy mà con lại nói đây là chuyện vui sao? Thôi, kể chuyện thứ hai đi. Con cười gì vậy? Hình như có manh mối gì phải không? Nội à, người ta cười như vậy là vì người ta ngượng.
Con muốn nói một chuyện làm cho con phải ngượng đấy. Có gì đâu mà con phải ngượng. Nói đi. Dương nguyên soái kêu con yểm trợ. Dương nguyên soái vừa hành động, con liền yểm trợ. Cũng chính vì vậy, con đã tìm được vị cô nương. Cô nương? Vị cô nương nào? Cô nương. Cô ấy là một vị cô nương trẻ trung, một vị cô nương sắc nước hương trần, võ công cái thế. Nội à, ta nội không chứng kiến tận mắt thôi. Nếu nội chứng kiến, nhất định phải ngạc nhiên. Trên đời sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy? Ngạc nhiên vì cô gái xinh đẹp như vậy lại có võ công cao như vậy nữa. Ngạc nhiên. Khoan đã. Lát nữa mới ngạc nhiên sao? Ta muốn hỏi con có thắng nữa không? Tất nhiên rồi. Con không chỉ thắng, con còn cố tình đùa với cô ấy, xem như để giữ chân cô ấy. Con chỉ đùa với cô ấy cũng đủ đánh bại cô ấy à? Phải. Đúng vậy đó. Vậy là võ công của cô ấy đâu có đáng kể gì. Từ đó suy đoán, khuôn mặt của cô ấy cũng chẳng xinh đẹp gì. Nội à, nội không thể nói như vậy được. Nội không chứng kiến tận mắt, nội chưa từng gặp cô ấy. Nhưng con đã chứng kiến tận mắt, con từng gặp rồi. Thôi được rồi, con đừng có nói nữa. Vừa rồi thấy con cười, ta biết ngay có chuyện. Quả nhiên không sai. Theo ta nghĩ, con đã bị cô ấy hớp hồn rồi. Đúng vậy không? Cho dù cô ấy có đẹp và võ công cao cường, nhưng có thể giúp con làm binh mã đại nguyên soái không? Tất nhiên là không rồi. Phải, tất nhiên là không. Còn Dương Bài Phong thì được. Dương Bài Phong có thể giúp con làm binh mã đại nguyên soái. Vừa rồi ta hỏi con về chuyện tìm được thái tử, có cách nói khác hơn không? Con nói không. Nhưng mà Dương Bài Phong thì được. Chỉ cần Bài Phong nói khác, công lao sẽ thuộc về con. Nội lập ra một quy định thép. Không cần biết là vị cô nương như thế nào, cho dù là tiên nữ giáng trần, con cũng không được lấy. Con nhất định phải lấy Dương Bài Phong về đây cho ta. Con nghe thấy chưa? Rõ thưa nội, con nhất định sẽ lấy cho bằng được Dương Bài Phong. Nội à, lấy Dương Bài Phong là chuyện quá đơn giản đối với con. Nhưng mà theo như con nghĩ, dưa leo chưa chắc đã thua cho cà tím. Ta chỉ muốn con hái dưa leo. Nhà mình không cần cà tím. Thôi được rồi. Vậy con còn đứng đây làm gì? Mau đi hái dưa leo đi. Tôi từng nói với cô bao nhiêu lần rồi, không nên gặp tôi tại đây. Nhưng vì yêu cầu của công việc, tôi đâu còn cách nào hơn. Nói mau, không nên ở đây quá lâu. Hai tên võ sĩ ấy đi giết Dương Bài Phong không thành. Đó là chuyện nằm trong dự đoán. Lý do bà tôi không kêu cô ngăn chặn họ là vì muốn gây thêm phiền phức cho Dương Bài Phong. Như vậy là được rồi. Cô hãy mong hai tên võ sĩ ấy có thể làm gì được Dương Bài Phong đi. Nhưng hai tên võ sĩ ấy nói trong tay Dương Bài Phong thật sự có đứa bé. Chuyện đó có thật không? Chứng tỏ Dương Bài Phong đã tìm được đứa bé rồi. Không thể như vậy. Trương Thiên Bằng không giao đứa bé cho tôi. Hắn không thể giao cho ai khác được. Nhưng mà chuyện này phải có vấn đề. Cần phải làm sáng tỏ chuyện này. Nếu như tìm được đứa bé, hắn vẫn là thái tử. Còn con của tôi đứng là nhất tự Bính Kim Dương. Thực ra như vậy cũng tốt thôi. Cô đừng nằm mơ. Cô không biết tính toán. Nhưng còn hoàng thượng thì khác. Tại vì hiện giờ hắn chưa có bằng chứng, cho nên không biết nên xử lý cô như thế nào thôi. Tôi nghĩ chúng ta đành phải. Chúng ta không thể rút lui nữa. Không chừng chúng ta còn con đường khác đây đi. Tất nhiên là còn. Vì ngài nói đi, là con đường nào? Con đường này đã làm cho tôi kiệt sức lắm rồi. Còn lại con đường chết, cô có chọn hay không? Bẩm nương nương, quốc của gia cầu kiến. Mời vào. Dạ.
妹妹，妹妹，哥哥，có chuyện quan trọng gì không？ 这，你们俩先下。Các cô lưu ra ngoài kia。是。Dạ。我有要事。Ta có chuyện cần nói với muội。说吧。Nói đi。听说杨排。Nghe nói Dương Bạch Phong tìm được những đứa bé từ hồ đồ Sơn Trang。真的。Thật sao？ À。Thật đó。真的。我还听说。Ta còn nghe nói。他要把。Cô ấy tự giấu mình và đứa bé。藏起。Vậy sao？杨排风。Con A Đầu Dương Bạch Phong ấy làm gì vậy？ Hắn không biết muội đang lo cho đứa bé lắm sao？ Mẹ mẹ。Muội muội。Muội đừng vội. Không được. Muội phải đi tìm con muội. Mẹ mẹ. Muội muội. Muội nghe ta nói đã. Có chuyện gì muội nói mau đi. Chẳng lẽ muội không cảm thấy chuyện này khó hiểu lắm sao? Muội nói vậy ý là sao? Mẹ mẹ. Muội muội. Muội hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Tại sao Dương Bạch Phong tìm được đứa bé mà không đưa vào cung? Không chừng có người đứng sau lưng sai khiến cô ấy. Giả lại, mọi người đều biết hoàng thượng vô cùng sủng ái cô ấy. Mùi không thể không đề phòng. Ca ca, mùi thử nghĩ xem. Năm xưa ngay trước mặt hoàng thượng, mùi đã hết đời năn nỉ, hoàng thượng mới ban phủ đệ đó cho ta. Sau khi Dương Bạch Phong khải hoàng trở về, người lập tức mang phủ đệ của ta ban cho Dương Bạch Phong. Chẳng lẽ mùi không nghi ngờ sao? Ca ca, huynh không nên nói bậy. Mùi mùi, ta là ca ca của muội, chẳng lẽ ta hại muội sao? Muội không có nói như vậy. Vậy là tốt rồi. Muội đừng quên rằng ngoài con của muội ra, hoàng thượng vẫn còn đứa con trai khác. Ý huynh nói Bàn Phi à? Phải, chính là cô ấy. Muội cần phải đề phòng. Xưa này cô ấy đều nhìn chăm chăm, chẳng qua muốn sau này con của cô ấy nắm lấy giang sơn đại tống. Muội hãy nghĩ xem, còn ai muốn con của muội bị mất tích không? Ca, vậy bây giờ muội nên làm thế nào? Muội quá ngây thơ rồi đó. Từ xưa đến nay, cuộc tranh giành ngôi vua nào mà không đổ máu để chiếm lấy ngôi vua chứ? Huynh đừng nói nữa. Muội muội, những gì ta nói chẳng phải muốn tốt cho muội sao? Ca, vậy bây giờ muội nên làm thế nào? Ta nghĩ không chừng Dương Bạch Phong và Bàn Phi có qua lại với nhau. Nay họ là những người được hoàng thượng tin tưởng nhất, cho nên lát nữa ta và muội đi gặp hoàng thượng. Xin người hãy chỉ triệu Dương Bạch Phong đưa thái tử vào cung diện kiến. Một mặt chúng ta có thể xác định đứa bé ấy có phải là con của muội không. Nếu không phải, chúng ta lập tức phái người đi tìm, tránh để rơi vào tay của gian thần. Mặt khác, chúng ta ngăn chặn họ đạt được ý đồ. Nếu không, chúng ta sẽ không còn cơ hội tự bảo vệ mình nữa. Đến lúc đó, e rằng ngôi hoàng hậu của muội cũng phải nhường cho người ta. Ca, nghe ca nói vậy là muội thấy trận tóc gáy. Mùi mùi, trong hoàng triều mênh mông như thế này, chỉ có huynh muội chúng ta. Huynh không giúp muội thì giúp ai đây? Mùi mùi à, chúng ta đi mau. Sớm biết rõ sự thật nếu còn kịp chuẩn bị. Nhưng mà mùi, mùi đừng sợ. Bất luận có xảy ra chuyện gì, ta đều ở bên mùi. Đi mau. Đi thôi. Thôi được. Tìm thấy rồi. Rốt cuộc Dương Bạch Phong đã tìm thấy rồi. Ông trời phù hộ Đại Tống ta. Phù hộ Đại Tống ta. Dương Bạch Phong nói, trời tối sẽ đưa thái tử về đây, không muốn gây ra thêm rắc rối. Dương Bạch Phong nói đúng. Dương Nguyên Soái cứ dặn dò thần tạm thời không nên bẩm báo với hoàng thượng. Cô ấy làm vậy là sao? Không muốn chậm vui mừng sớm hơn à? Không không, cô ấy tuyệt đối không có ý đó. Vậy ý của cô ấy là sao? Cô ấy sợ tiết lộ tin tức, phải đích thân giao đứa bé cho hoàng thượng. Như vậy mới xem như hoàn thành trách nhiệm. Dương Bạch Phong ít nghĩ về mình, chỉ nghĩ đến trẫm mà thôi. Hoàng thượng, tìm lại được thái tử, mọi người đều vui mừng.
至于细枝末节的，您就别太在意了。您说是吧？只要朝廷稳固，国家安定，百姓免灾，天下太平，其他小事儿就不用介意了。不介意了。皇后娘娘，皇后娘娘驾到。皇上，皇上，阳台风暴还在长大。因为风暴得太大了，是吗？也是。快报了，叫鬼风铃就怎的？不知道为什么，不晓得啥人家连就太鬼都太得天空。朕还以为，朕光等我们家太大了，真。臣妾也不知道阳台风暴在哪儿啊。朕也不知道。国舅，你知道杨排放在哪吗？臣不知鬼在哪空。回禀皇上，开本官堂，一臣恐空兵。啊，不知道就算了吧。空兵去退。杨排放没有杨排放的道理。他找到孩子一定会尽快送来的。一定会神人找到您的。臣妾着急见到太子。依朕看也快了。臣妾恐漏了都。孩子都到了杨排放的手上，还有什么问题吗？臣妾是一刻也等不及。皇上，官堂，让杨排放的方立即叫这孩子送来，免得整天在冷谋。也行，来人啊，来到。皇上，皇上的旨意让杨排放赶紧把孩子送进宫来。皇上，遵旨。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，微臣愿前往迎接太子。皇上，皇上，不就是个孩子吗？还用得着劳国舅的大驾亲自前往吗？免的，免了吧。皇上，皇上，太子找回，微臣瓜都就问，急忙深入来太子，想及早见到太子。麦克，二是担心太子万一再出差错，差错想。行了，难得你一片忠心，可嘉得很呐。不过，太朕一看你就不必亲自前往了，在后宫门口等。看哥后宫就得了。皇后，你看呢？也好。公的，遵旨。遵旨。那你就到后宫门口等着吧。在拱后宫的。臣遵旨。遵旨。嗯。丁，什么事？进来，快进去。平时。疼哎。我对你们怎么样？那不错，没得说了。你对我们怎么样？都空空酒席。那我的事情，以前的对，你们是不是应该当成？刚才不能当成你们自己的事情？那当然了。当然了，全国人心里的全国中队，比自己的事还重要。中队呢？快的。好。对。我现在问你，对海。如果要是让你去的话，你们是愿意去杨排峰，还是葛兰呢？怎么不说话？在时空聆听，刚才你们说过的话是不是要说回去？直说了，你听的。这可不好说。这个可难了。这有什么不好说的？这个可以可难了。已经认识多年了，葛兰，你见过了又有什么可难的？啊？我现在是真的拿不定主意了。你们说谁好，你们说谁好，我就娶谁。少爷，丁家的老红人，敢来不敢？我们中队。哎呀，我刚才不是说了吗？对了，哪一对上？要你们把我的事当成你们自己的事。我现在就是要你们把我娶老婆的事当成你们自己娶老婆的事。你们想把刚才说过的话收回去？少爷，丁家，你一定要我说，那我就直说了。哎呀，当然是直说了。你绕着弯的说，你绕着弯说，我听不懂。就这杨排风呢，长得挺漂亮的。các làng cũng không thua kém gì, thiếu gia, cậu có số đào hoa lắm. Tất nhiên, xưa nay tôi đều có số đào hoa. Để tiếp đi, nói xong rồi. Xem như chưa nói gì cả, tôi muốn các cậu nói cho rõ. Thực ra các cậu muốn tôi lấy ai? Thiếu gia, theo tôi nghĩ, ngài nên lấy Dương Bài Phong. Cho biết lý do. Ngài thử nghĩ xem, một phó tướng lính nguyên soái làm vợ, quay phong đến chừng nào? Đại ca, tôi lấy vợ chứ đâu phải lấy quy mà cần quay phong làm gì? Quay phong ai mà không muốn? Thật ra tôi quay phong hay là cố ý quay phong vậy? Tôi là phó tướng, quý là nguyên soái. Có quay phong cũng không đến được tôi. Nếu quý quay phong thì tôi đâu còn mặt mũi gì? Có đúng không? Phải, lúc nào tôi cũng nghe Dương Bài Phong sai khiến ngài. Tôi thấy đau lòng cho ngài lắm. Sau khi lấy cô ấy, nếu cô ấy cứ sai khiến ngài, cho dù thiếu gia không trách cô ấy, chúng tôi cũng thấy tức giận đấy. Tại sao tôi không trách? Tôi có phải khúc gỗ đâu. Vậy ngài lấy Cát Lan đi. Tuy cô ấy có phần hung dữ nhưng mà rất thẳng thắn. Cô nói như vậy rất có lý. Tại sao cô biết cô ấy thẳng thắn? Sao cô biết cô ấy thẳng thắn chứ? Cô nói đi. Nếu cô ấy muốn giết ngài ra tay rất thẳng thắn, đánh không lại ngài thì cô ấy bạc bỏ đi. Như vậy là thẳng thắn hay sao? Cách thức dùng của cậu thật khó hiểu đấy. Còn nữa, nói đi. Cậu ấy có tình nghĩa, vì trả thù đi mấy trăm dặm đường để tìm Dương Bài Phong. Cho dù Dương Bài Phong võ công cao cường, cậu ấy cũng phải trả thù. Vậy là gì? Là tình nghĩa. Cậu nói có lý.
Thiếu gia, con người có tình nghĩa là có tất cả. Thiếu gia, trên đời này có bao nhiêu người đàn bà có tình nghĩa? Nghe cậu nói vậy, viên nguyên soái của chúng ta là con người vô tình vô nghĩa chứ gì? Không không không, viên nguyên soái là con người đại tình đại nghĩa. Mọi người năm qua chúng ta đều được chứng kiến, cô ấy không phải con người giả dối. Tôi không định cô ấy đâu. Nếu nói vậy, cả hai cô gái đều có tình có nghĩa. Phải phải, ngài nói đúng đó. Có nói cũng như không. Thiếu gia, tôi nghĩ ngài nên lấy Dương Bài Phong. Các Lan là con của phản tướng. Tuy hoàng thượng không truy cứu gia đình họ Cát, nhưng vẫn là con của phản tướng. E rằng lão phu nhân không chấp nhận đâu. Tôi gọi các cậu đến đây là nhờ các cậu góp ý cho tôi, nói giúp tôi vài lời ngay trước mặt đội tôi. Thiếu gia, chúng tôi muốn giúp ngài, nhưng mà lão phu nhân có nghe chúng tôi nói không? Dù sao vẫn là chuyện ngài lấy vợ mà. Các cậu cứ yên tâm, nếu cần tôi sẽ dạy các cậu từng câu để các cậu nói, tuyệt đối không làm cho các cậu khó xử, và lại còn có lợi cho các cậu. Thiếu gia, nói cho đơn giản hơn, cả hai cô đều tốt. Ngài muốn lấy ai cũng được, ngài có thể lấy ai thì cứ lấy, không nên tốn quá nhiều công sức quay qua quay lại, chỉ uổng công mà thôi. Phải nói lâu như vậy, tôi chỉ muốn nghe câu này thôi. Lấy ai thì không biết, nhưng muốn lấy Dương Bài Phong thì rất khó. Thiếu gia, ngài làm gì vậy? Tôi uống cho dạng gan để nói chuyện với người ta. Thiếu gia, ngài định nói chuyện với ai vậy? Dương Bài Phong. Thiếu gia, ngài đâu phải lần đầu nói chuyện với Dương Bài Phong. Tại sao hôm nay phải mượn rượu để lấy thế vậy? Hôm nay tôi phải nói chuyện không nên nói. Không nên nói thì ngài đừng nói. Không được, hôm nay tôi phải chửi cô ấy cho cô ấy choáng. Không được đâu, cô ấy là nguyên soái, là cấp trên của ngài. Là nguyên soái thì sao? Là cấp trên thì sao? Để chân trà cô ấy chỉ là qua đầu trình buổi thôi. Tôi đường đường là nam tử hán đại trượng phu, tôi không dám chửi cô ấy sao? Đi. Tiểu trước à, cô nghĩ có lạ không? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Mạnh Tiểu Bửu trở về vậy? Thế nào, nôn nóng rồi à? Thì thử nghĩ xem, Mạnh Tiểu Bửu vừa để đánh nhau với một cô gái xinh đẹp, ít nhất cũng phải đánh 100 hiệp. Có gì thì phải nôn nóng chứ. Cô nói vậy là sao? Tôi sợ cô ấy đánh không lại người ta thôi. Chẳng phải thì đã phái Nhị Ngô đi sao? Hai vị tướng quân mà đánh không lại một cô gái à? Tị quá lo đó thôi. Cô ám chỉ điều gì vậy? Đừng giả vờ nữa. Tại đã lâu tị không thấy Mạnh Tiểu Bửu, trong lòng thấy lo. Cô nói sao? Lo à? Tôi không thấy cô ấy phải lo sao? Cô đừng nói bậy, tôi không tha cho cô đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ chống mắt chờ xem. Rồi đây cô sẽ lo, rồi đây cô sẽ khóc. Đừng hòng. Tôi sợ ai chứ? Đi. Phía trước là miếu quan rồi. Các cậu nghe đây, lát nữa có xảy ra chuyện gì cũng không được bước vào. Đứng ngoài chờ tôi. Thiếu gia, thiếu gia. Dương nguyên soái, Dương nguyên soái, cậu bước ra đây. Mạnh Tiểu Bửu, uống xem vậy? Uống xe rồi chứ gì? Tôi sai à? Tôi chưa sai đâu. Các cậu đứng yên nghe tôi nói. Tôi đến trước hơn mọi người là vì có chuyện muốn nói với cô. Tôi không muốn làm cô mất mặt trước mọi người. Cô nói gì vậy? Mạnh Tiểu Bửu, người đang nói cho đàng hoàng. Người đang đứng ngay trước mặt huynh là Dương Nguyên Soái. Người đừng dễ trò xe đụng với tỷ ấy. Được, tôi sẽ nói thẳng. Dương Nguyên Soái, tôi hỏi cô, cô có biết cô gái muốn giết cô là ai không? Tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao cô ấy lại đòi giết tôi? Tôi có làm gì cho cô ấy buồn đâu? Cô nói đi, cô ấy là ai? Tôi cho cô hay, cô ấy là con của phản tướng Cát Đạt, tên là Cát Lan. Cô ấy là con của Cát Đạt à? Đúng vậy. Cô ấy đến tìm cô để trả thù. Cô có hiểu không? Cô ấy cũng vậy nữa. Đó là chuyện ngoài chiến trường kia mà. Cô đừng nhắc chuyện đó nữa. Tôi cho cô hay,
đại ca của cô ấy, các anh cũng đã đến đây rồi. Tôi cảm thấy các anh là một người vô cùng dễ thông cảm. Quỳnh ấy không ngừng khuyên ngăn các Lan, nhưng có chuyện Quỳnh ấy không thể khuyên được. Là chuyện gì? Tại vì cô. Tại sao lại là tôi? Tại cô đã lấy đồ mà cô ấy thích nhất. Tôi lấy đồ gì của cô ấy? Không thể nào. Diên Nguyên Soái, tôi hỏi cô, sau khi cô bình loạn, cô đã mang những thứ gì về đây? Nói thử cho tôi nghe. Mạnh Tiểu Bửu, Mạnh Tiểu Bửu, cô đang nói với Diên Nguyên Soái như vậy sao? Cô làm phó tướng như vậy à? Đừng mà, đừng mà. Để tôi nói với Quỳnh ấy. Mạnh Tiểu Bửu, tôi có mang về hai thứ, một đôi giày và một miếng cẩm thạch. Tôi mua lại từ trong tay của tù binh mà. Mua à? Thứ đó có thể mua được sao? Đó là di vật của cha cô ấy. Cô ấy có thể bán cho cô à? Diên Nguyên Soái, cô nói dối như vậy mà nghe được à? Cô không mắc cỡ sao? Cô không mắc cỡ, tôi cũng mắc cỡ. Lấy đồ của người ta bỏ vào túi rồi, đó là đồ của mình. Cô làm chuyện hèn hạ như vậy, cô không mắc cỡ sao? Không mắc cỡ sao? Tôi cho cô hay, cô không phải co đầu chụm củi nữa. Cô đừng đường là nguyên soái của Đại Tống. Tôi cho cô hay, nếu cô không cho tôi câu trả lời rõ ràng, đừng hòng tôi lấy cô. Mạnh Tiểu Bửu, tôi cho Quỳnh hay, ai thèm lấy Quỳnh chứ? Quỳnh đừng có nằm mơ nữa. Cả hai thứ đó đều cho tôi mua về. Chủ nương để chứng kiến, bảy sẽ làm chứng cho tôi. Cho dù tôi lấy trộm lấy cắp, cũng không biết được Quỳnh giải đợi tôi. Tôi cho Quỳnh hay, trước lúc lâm chung, mẹ tôi không có gả tôi cho Quỳnh. Quỳnh cút đi. Cô đuổi tôi, tôi sẽ đi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì cô. Tôi cho cô hay, hoàng thượng không truy cứu tội của gia đình phản tướng. Cô không nên vì một miếng cẩm thạch mà làm ảnh hưởng đến chính sách của hoàng thượng. Tôi cho cô hay, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Hay lắm, Quỳnh muốn lấy miếng cẩm thạch ấy để lấy lòng các Lan chứ gì? Tôi cho Quỳnh hay, không có cửa đâu. Còn phía hoàng thượng, Quỳnh muốn nói sao cũng được. Quỳnh xéo đi, xéo đi, xéo đi. Tức chết đi thôi, tức chết đi thôi. Chị có nghe không? Hắn nói gì vậy? Tại sao đây là chuyện hèn hạ? Tại sao đây là á đầu chung củi? Hắn diễn xem tỉ như đầy tớ đó. Trong mắt của họ, tôi mãi mãi cũng là á đầu chung củi, không thể nào làm nguyên soái được. Tức chết đi thôi. Mạnh Tiểu Bửu, ta cho người hay, người hiếp người thái quá, ta sẽ không tha cho người đâu. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, tôi có làm gì đâu, tôi có uống say đâu. Ngài không có uống sai, chúng tôi uống sai. Ngài về chúng tôi đi về nghe. Thiếu gia, về phủ nghe. Về phủ à? Không được. Lát nữa tôi phải tiến cung diện thánh. Tôi buồn ngủ lắm, buồn ngủ lắm rồi. Thiếu gia, thiếu gia. Tức chết đi thôi. Ước gì tôi đánh gãy chân của hắn, xem hắn dám nói bậy hay không. Khi nào ra tay nhớ rủ luôn tôi. Tôi không phải đánh cho hả dạ. Tôi đấm hắn, tôi đá hắn. Thiếm Quế Anh, mọi người đến rồi. Văn Quảng, cậu quay phòng lắm. Bài Phong tỷ tỷ, tôi đâu phải lần đầu tiên như vậy. Xưa này tôi đều như vậy rồi kia mà. Bài Phong tỷ tỷ không biết anh nói gì cả. Văn Quảng nhà mình lúc nào cũng quay phong như vậy. Dân Nguyên Soái, tôi đến rồi. Thôi được rồi, đừng tìm nữa. Những người ở trong miếu quan đều đứng đây, không thiếu một người nào cả. Nhị Ngu, cô tìm ai vậy? Không có, không có. Tôi chỉ nhìn thử thôi. Bây giờ chỉ còn thiếu Tiểu Bửu thôi. Chờ cậu ấy đến chúng ta có thể tiến kinh phúc chỉ. Quỳnh ấy đến đây từ lâu rồi. Vừa rồi còn, phải đó. Quỳnh ấy đã đến đây. Bỏ đi đâu vậy kìa? Chắc là đang chờ ngoài kia. Thánh chỉ đến. Dương Bài Phong tiếp chỉ. Dương Bài Phong tiếp chỉ. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết. Công công, ông có thể nói thẳng vào đề không? Thực ra là thánh chỉ gì? Hoàng thượng kêu cô lập tức đưa thái tử vào cung.
chúng tôi đang chuẩn bị đó. Thím quý anh à, tại sao hoàng thượng lại biết chúng ta tìm được thái tử vậy? Phải, mới đây mà hoàng thượng đã biết rồi sao? Công công, thực ra chuyện này là sao? Tôi cũng không biết nên nói sao hơn. Nói chung là hoàng hậu muốn gặp thái tử, cho nên mới truyền chỉ. Quốc cũ sợ đêm dài lắm mộng, không muốn xảy ra thêm rắc rối, cho nên họ mới thúc hoàng thượng hạ thánh chỉ đó. Ai bẩm báo với hoàng thượng vậy? Chuyện đó cô đừng hỏi làm gì. Sau khi tiến cung cô sẽ biết ngay thôi. Thím quý anh à, theo tôi nghĩ do tể tướng và Lưu đại nhân nói cho hoàng thượng biết đó. Tại sao họ lại biết? Họ từng đến đây. Như vậy thì đúng rồi. Chúng ta nhanh chóng đưa thái tử vào cung. Quốc cửu và hoàng hậu lo xa cũng đúng thôi. Đi mau, đi mau. Đi trước à, và bồng đứa bé ra đây. Dạ. Tại sao họ lại biết vậy? Thiếu gia, thiếu gia, tiểu bửu, tiểu bửu, tiểu bửu, tiểu bửu, cậu ấy sao vậy? Có chuyện gì? Tiểu bửu, thức dậy mau, chúng ta tiến cung diện thánh. Dương Nguyên Soái, quân ấy như thế này, tôi nghĩ quân ấy đi không nổi đâu. Cho nên, thôi được rồi. Thiếu quân à, thiếu nghĩ nên làm sao bây giờ? Cho dù cậu ấy có đi nổi cũng không nên gặp hoàng thượng trong lúc này. Công công, ông nghĩ sao? Hoàng thượng và hoàng hậu chỉ muốn gặp thái tử, nhưng không quy định người nào bồng thái tử vào cung. Vậy tôi hiểu rồi. Thiếm quý anh, chúng ta đi. Nhị ngưu, đáng lẽ huynh nói với tiểu bụi đi gặp hoàng thượng để nói rõ mọi chuyện. Dương Nguyên Soái, tôi không muốn tiến cung. Như lời công công đã nói, hoàng thượng chỉ muốn gặp thái tử, nhưng không chỉ định người nào tiến cung. Tôi xin ở lại xin chừng tiểu bổ. Dù sao chúng tôi cũng từng là huynh đệ với nhau, tôi không thể bỏ rơi huynh ấy được. Có nghiêm trọng như vậy không? Không thể nào. Không nghiêm trọng. Tại tôi thấy huynh ấy tội nghiệp thôi. Tội nghiệp lắm sao? Có gia tướng xem chừng cậu ấy. Cậu ấy lại đây làm gì? Tôi không có ý gì khác, chỉ cho nghĩa huynh đệ thôi. Thôi được. Nếu huynh có tình nghĩa như vậy, huynh cứ ở lại. Thím quý anh, chúng ta đi. Văn Quảng, công công. Mau đưa thiếu gia của các người về nhà đi. Để đây làm gì cho thêm mất mặt. Thiếu gia, thiếu gia, chúng ta về thôi. Tìm được thái tử, hoàng thượng yên tâm rồi. Dương Nguyên Soái, lần này cô lập được công lớn, hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng cho cô. Công công cứ yên tâm đi. Nếu hoàng thượng ban thưởng, tôi sẽ trả nợ cho ông ngay. Tôi không lo đâu. Dương Nguyên Soái đâu phải người lạ. Tôi không tin cô thì biết tin ai đây? Tôi thích nghe ông nói vậy đấy. Chúng tôi cảm ơn ông. Khi nào ông đến Hoa Sơn phủ, chúng tôi sẽ tiếp đón nồng nhiệt. Câu này tôi cũng thích nghe. Tôi rất mong có dịp được đến Hoa Sơn phủ. Mời. Phụng chỉ của hoàng thượng đến đây đón Dương Nguyên Soái. Quốc cụ già quá khách sáo. Hoàng thượng hạ chỉ, vì sự an toàn của thái tử, những người không phận sự không được vào cung.